Cũng trong tối qua, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận được tin báo có tàu cá và hai ngư dân gặp nạn trên biển, đơn vị đã điều động tàu biên phòng BP081202 cùng một số cán bộ chiến sĩ kịp thời cứu nạn và đã cứu được hai ngư dân trên tàu cá về bờ an toàn. Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, đồn biên phòng Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà Ngô Thị Thanh trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng với nội dung khoảng 6 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2020, chồng bà là Lê Mỹ sinh năm 1962 cùng con trai là Lê Ngọc Pháp sinh năm 1989 trong quá trình điều khiển phương tiện di chuyển từ cầu cảng CT15 đến cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà để tránh gió. Tuy nhiên, khi tàu cá DA91066 ra khỏi mũi Sơn Trà thì bị hỏng máy bơm, nước vào tràn khoang không khắc phục được. Dù các ngư dân đi trên tàu cá bị nạn nỗ lực khắc phục hệ thống bơm nhưng bất thành, trong khi điều kiện thời tiết trên biển xấu nên nước tràn ngập vào khoang tàu làm hỏng máy chính, tàu chìm dần. Trước tình thế nguy cấp, các ngư dân bị nạn đã phát tín hiệu cứu hộ cứu nạn và thả tàu trôi tự do. Trong quá trình đi thì do thời tiết là nó đa cách, chính vì vậy cho nên là sóng to gió lớn, có những lúc là sóng gió là giật đến cấp 7. Khi tàu của chúng ta đi thì thậm chí là chìm dưới cái đáy sóng, nhưng mà anh em vẫn cố gắng và xác định vì cứu con người và tài sản của nhân dân, đó là một trong những nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Tiếp nhận thông tin tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Hải đội 2 điều động tàu biên phòng BP081202 do Thiếu tá Phạm Đình Tân, Hải đội phó trực tiếp chỉ huy cùng 9 cán bộ chiến sĩ đi tìm kiếm cứu nạn. Sau hơn 3 giờ đồng hồ vượt sóng, tàu biên phòng đã tiếp cận được với tàu cá DNA91066. Đến 19 giờ cùng ngày, tàu biên phòng BP081202 của Hải đội 2 đã cứu được hai ngư dân tại khu vực Mũi Đèn và đưa về bờ an toàn. Còn tàu cá DNA90166 trong quá trình lai dắt do sóng to gió lớn, nước tràn mạnh vào khoang nên đã bị chìm ngay trên biển. Đang lớn quá, vô nước nữa nước tài nhờ anh em giúp đỡ cho con tôi, chứ rồi tàu cho con cũng chết.